Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, công an tỉnh Bình Thuận đang điều tra vụ cháy tại kho xe tan vật tại khuôn viên trụ sở công an huyện Tánh Linh vào chiều tối ngày 9 tháng 3. Theo thông tin ban đầu, có khoảng hơn 200 mô tô là tang vật vi phạm hành chính cất giữ trong kho xe tan vật đã bị thiêu rụi. Đại tá Lê Thành Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường vụ cháy chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và điều tra làm rõ vụ cháy lớn tại kho xe tăng vật. Sau vụ cháy, vấn đề được rất nhiều người quan tâm, đó là ai sẽ phải có trách nhiệm bồi thường cho chủ sở hữu có xe vi phạm bị cháy. Về vấn đề này, tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, trong quá trình tạm giữ phương tiện để giải quyết theo các thủ tục hành chính, thủ tục tư pháp thì cơ quan chức năng có trách nhiệm bảo quản, quản lý, đảm bảo an toàn đối với các phương tiện này. Nếu để xảy ra cháy nổ gây thiệt hại đến tài sản của tổ chức cá nhân, thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Trường hợp cơ quan chức năng thuê kho bãi tạm giữ phương tiện, thì người trong giữ có trách nhiệm bảo quản. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Trong vụ việc này, cơ quan chức năng sẽ phải xác định làm rõ nguyên nhân vụ cháy là do chủ quan hay khách quan. Trong trường hợp có căn cứ cho thấy đã có người phá hoại có chủ đích đốt bãi xe thì sẽ khởi tố người này về tội hủy hoại tài sản theo điều 178 Bộ luật hình sự. Đồng thời, người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hình sự gây thiệt hại đến tài sản có trách nhiệm phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra cho các cơ quan tổ chức cá nhân theo quy định của pháp luật. Theo luật sư Cường, trường hợp kết quả xác minh cho thấy không có người đốt cố ý làm hư hỏng tài sản nhưng đã có hành vi vi phạm quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy, vô ý gây thiệt hại đến tài sản thì người vi phạm quy định này cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội danh tương ứng và có trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại do hành vi của mình gây ra. Trường hợp vụ việc không có dấu hiệu cấu thành tội phạm, không có lỗi của các chủ thể có liên quan thì vấn đề bồi thường thiệt hại được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự liên quan đến hợp đồng gửi giữ tài sản bên giữa tài sản có trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại nếu có bảo hiểm cháy nổ thì cơ quan bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường theo nội dung hợp đồng bảo hiểm đã ký kết thông thường các cơ quan chức năng sẽ ký hợp đồng để thuê bên thứ ba trong giữ phương tiện bảo quản phương tiện trong quá trình chờ xử lý khi đó trách nhiệm pháp lý cũng sẽ được xem xét trên cơ sở hợp đồng gửi giữ này theo quy định của pháp luật về dân sự tuy nhiên để có căn cứ yêu cầu bồi thường thiệt hại trong vụ cháy này chủ sở hữu xe cần có biên bản tạm giữ xe vi phạm tình trạng xe đời xe để xác định giá trị tài sản bị thiệt hại trường hợp không thỏa thuận được về mức bồi thường thì người bị thiệt hại có thể khởi kiện ra tòa án giải quyết theo luật định vấn đề mấu chốt trong vụ cháy bãi giữ xe vi phạm hành chính để xác định chính xác ai là người có trách nhiệm trực tiếp bồi thường thì phải căn cứ vào việc chủ xe có mua bảo hiểm xe hay không mua loại nào và nguyên nhân gây ra vụ cháy theo thông tin từ Công an tỉnh Bình Thuận, thông tin ban đầu vào khoảng 18 giờ 0 phút ngày 9 tháng 3 năm 2024, kho tạm giữ xe mô tô vi phạm hành chính, xe tăng vật của Công an huyện Tánh Linh bốc cháy dữ dội. Ngay khi phát hiện cháy, công an huyện Tánh Linh đã huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ và người dân gần đó tham gia chữa cháy, đồng thời báo cáo ngay cho công an tỉnh để điều động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ và phương tiện của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Đức Linh, đóng quân cách công an huyện Tánh Linh gần 10 km lập tức đến hiện trường tập trung chữa cháy và tiếp tục huy động thêm phương tiện của đội chữa cháy trung tâm phản thiết lên hỗ trợ chữa cháy ngay sau khi tiếp nhận thông tin đại tá lê thanh hùng phó giám đốc công an tỉnh trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy hình ảnh từ người dân quay lại cho thấy ngọn lửa bùng phát nhanh cột khói đen cuồn cuộn bốc lên cao người dân hiếu kỳ đứng xem bên ngoài đường rất đông nhiều người còn live stream lên mạng xã hội Đám cháy dữ dội, gió đẩy cột khói đen bốc cao hơn 20 mét, tỏa ra cả khu vực, đường dây điện kế, hàng rào cũng bị cháy lan. Thời điểm đó, lửa càng lúc càng bắt mạnh đỏ rực trong đêm, kèm tiếng nổ, nhiều người đi đường phải dừng xe để đảm bảo an toàn. Một người dân địa phương nói, lửa cháy lớn quá, ô tô không dám chạy qua. Đến 18 giờ 45 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Bước đầu xác định khoảng 200 xe mô tô là tang vật vi phạm hành chính bị cháy hoàn toàn, không có thiệt hại về người. Hiện Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ có liên quan đến ngay Công an huyện Tánh Linh để phối hợp tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác minh, làm rõ nguyên nhân và xác định thiệt hại do vụ cháy gây ra. Trước đó, ngày 5 tháng 3, một vụ hỏa hoạn cũng xảy ra tại bãi xe trên đường Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Theo người dân, ngọn lửa bốc lên từ bãi giữ xe. Nhiều nhân viên trông giữ xe cùng người dân dùng bình cứu hỏa mini dập lửa nhưng không thành. Ít phút sau, lửa bùng lên dữ dội, khói đen bao trùm cả bãi giữ xe và phát ra nhiều tiếng nổ. Nhiều người vội di rời các xe máy và xe ô tô đi nơi khác để tránh cháy lan. Sau khoảng một giờ đồng hồ, lực lượng chức năng mới dập tắt được đám cháy. Vụ hỏa hoạn khiến một người bị bỏng nhẹ, hai xe ô tô bị thiêu rụi hư hỏng, hai xe máy bị cháy lan. Ngày 10 tháng 3, thông tin từ cục cảnh sát giao thông Bộ Công an, các cơ quan chức năng đang xác minh để xử lý những trường hợp đăng tải thông tin sai lệch về nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn trên phố Trần Cung, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Nội dung các bài đăng này cho rằng người vi phạm là Tô Lan Hương và là cháu một lãnh đạo Bộ Công an. Tuy nhiên khi công bố thông tin được đổi ngược tên thành LHT, cùng với đó là hình ảnh trang Facebook cá nhân có tên là Lan Hương Tô. Đại diện cục cảnh sát giao thông khẳng định, thông tin được lan truyền là sai sự thật. Nữ tài xế vi phạm tên là Lương Hồng Trang, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội. Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6, phòng cảnh sát giao thông công an Hà Nội cũng đã xác minh rõ nhân thân nữ tài xế, thông qua công an phường Phú Thượng, nơi chị này chuyển đến sinh sống từ tháng 8 năm 2023. Chủ tài khoản tên Lan Hương Tô sau đó cũng phải đính chính thông tin rằng chị không phải là người vi phạm trong sự việc trên, đồng thời cũng không có mối quan hệ họ hàng với lãnh đạo Bộ Công an như trong các bài đăng trên mạng xã hội lan truyền. Sự việc khiến người phụ nữ này bị nhiều tài khoản mạng xã hội kéo vào chửi bới trong nhiều ngày qua. Liên quan vụ việc, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cũng đã hoàn thiện hồ sơ báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định xử phạt hành chính, áp dụng mức tiền phạt trung bình 35 triệu đồng. Hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng đối với nữ tài xế Lương Hồng Trang. Nữ tài xế này cũng sẽ bị tước giấy phép lái xe lên đến 24 tháng và tạm giữ phương tiện đến 7 ngày làm việc. Trước đó khoảng 23 giờ ngày 5 tháng 3, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 nhận được tin báo về vụ va chạm giao thông xảy ra trước cửa số nhà 38 Trần Cung, quận Cầu Giấy. Nhận được tin báo, đơn vị đã nhanh chóng cử cán bộ chiến sĩ đến hiện trường giải quyết vụ việc. Tại hiện trường, cảnh sát xác định ô tô mang biển kiểm soát 30H119.XX do chị Lương Hồng Trang sinh năm 1988, trú tại quận Tây Hồ điều khiển và chạm với xe máy 30Z568.XX do anh NVA sinh năm 1999, trú tại quận Bắc Từ Liêm điều khiển. Vụ việc khiến nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem và quay video livestream stream phát trực tiếp trên mạng. Một số trang mạng xã hội đưa thông tin nữ tài xế trong quá trình tranh cãi với người điều khiển mô tô đã nổ bản thân là người nhà của lãnh đạo bộ. Trung tá Phạm Văn Chiến, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đang tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên. Qua xác minh, chị Lân Hồng Trang đang là lao động tự do không phải là đảng viên. Vì đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 cũng khẳng định, đây chỉ là một vụ va chạm giao thông bình thường, nhưng nhiều cá nhân cố tình đăng tin sai lệch lên mạng xã hội, tạo dư luận không tốt. Đơn vị đang phối hợp cùng cơ quan chuyên môn làm rõ việc một số người tung tin không đúng này. Một số cá nhân đưa thông tin sai tạo dư luận không tốt và gây ảnh hưởng đến các cá nhân không liên quan đến sự việc. Hiện có người đã phải đăng giải thích nhằm tránh rắc rối, vì đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 nói.